nó không ổn định, đèn nó cứ nhấp nháy liên tục. Thì mình một là gây chập gì rồi, nên là mình theo kỹ năng bình thường thôi, thì mình không để cái dòng bất thường đối với cái điện ấy, mình cắt automat tổng ngay. Đấy, thì sau đó thì thấy anh xuống tầng 1 rồi, thì gọi hệ điện là dưới cháy, dưới cháy tại hành lang. Thì thấy các tầng trên hỏa hoạn và chạy theo hai cái phòng thang bộ, và đọc bộ xuống. Tuy nhiên là xuống vị trí đấy rồi thấy rất nhiều người là không chịu nữa. Bảo mọi người là tất cả mọi người là mở cửa cho một số nhà chuẩn bị chạy xuống, bảo không chạy xuống nữa và vào hết nhà và xả nước và dùng khăn ướt và chăn ga gối đệm ấy có thể nhúng nước vào để sẵn sàng bị giảm cái nhiệt đi. Khi mà cái bắt đầu cái khói nó nhiều ấy thì khói nó nhiều rồi thì lúc đó thì có hiện tượng chóng ngạt, nhưng mà đúng lúc đấy chỉ chờ những người lính cứu hỏa thôi. Thực sự lúc đấy là mình kỹ năng chỉ là kéo dài cái dưỡng khí thôi, còn tất cả lúc đấy là không thể ra ngoài nữa rồi, mở cửa thôi khói đặc rồi. Thì bắt đầu chỉ vào nhà vệ sinh rồi hành lang không ra nữa, bởi vì hành lang bắt đầu cái khói nó bốc từ nơi này nó tỏa ra thì không ổn, nên là không đứng hành lang này, có một cửa kính mà